Hai, xin chào tất cả mọi người. Hai, xin chào cả nhà. Hôm nay thì xin phép cả nhà là cho Hà và anh Hải khoe một chút nha. Mọi người đã biết bữa giờ là rần cái vụ là mở bán iPhone 13. Và đây là chiếc iPhone 13 của Minh Tuấn Mobile. Thì ai cũng biết về iPhone 13, nhưng điều đặc biệt của năm nay đó là những cái khách hàng đầu tiên mà mua iPhone 13 sẽ được tặng một cái phần quà vô cùng hoành tráng là cái này đây. Nhìn rất là hấp dẫn. Và mình rất là may mắn là một trong những người đầu tiên sở hữu iPhone 13. Trời ơi, được cái điện thoại mới đã thích rồi mà bây giờ có cái phần quà này hoành tráng quá anh Tuấn ơi. Anh Tuấn Mobile năm nay sao mà chơi lớn quá à. Bây giờ Hà muốn khoe, vừa khoe điện thoại mà vừa khoe cái phần quà mà một trong những khách hàng đầu tiên được sở hữu đây. Ok, rồi bây giờ phe quà trước đi ha. Phe quà trước. Rồi, nếu như mà ai là những người sở hữu đầu tiên thì sẽ có cái phần quà mà từ đại lý ủy quyền chính thức của Apple, Minh Tuấn Mobile. Đây là một củ sạc 20W. Đây. Một cái miếng dán màn hình cường lực. Một đế sạc không dây. Và một cái bao chống nước đã quá. Inbox cái unbox cái điện thoại iPhone 13 này. Rồi. Giờ tháo ra. Tháo thử đi. Trời, cái màu này dễ thương á, mọi người biết sao không? Năm nay iPhone 13 là có 4 màu. Nhưng mà Hà quyết định Hà chọn màu này. Tại vì màu này là màu anh Hải rất là thích, cho nên Hà chọn, Hà xài nên Hải thèm chơi. Giờ mở liền đi. Rồi, okay. Rồi nôn rồi. Em nghĩ là phải xé. Sao mà lúa vậy? Rồi đúng rồi, năm nay cái hộp nó khác. Hộp nó khác hả? Đúng rồi, năm nay cái hộp khác, mỗi năm là nhớ là tháo cái bao ni lông ra. Ê, chi vậy, nãy anh vũ hoài nó rớt rồi, đúng rồi. Wow, cái màu này nó dễ thương quá, nó vừa xanh xanh mà nó vừa xám xám. Đúng rồi. Màu xanh xám đúng không? Nè. Trong hộp thì sẽ có cái sạc ha. Rồi. Mới cứng không? Wow, trời ơi, cái đó phải gỡ chậm chậm chứ. Không được, em ngon quá, em có gỡ chậm được. Năm nay cái viền này cũng đẹp, cái viền này cũng đẹp nữa nè. Soi gương được cũng rồi đấy. Trời ơi, nó thơm mùi mới luôn á. Thơm hả, em đâu có hửi thấy mùi gì đâu. Ok, rất là tuyệt vời. Ôi, đẹp quá, dễ thương quá. Mà một cái quan trọng, cái này rất là quan trọng. Là cả nhà có biết là cái iPhone 13 năm nay á, bình thường iPhone chỉ có 3 dung lượng, là 128, 256 và 512GB. Nhưng mà năm nay iPhone là có dung lượng tới 1TB lận, tức là cầm một cái ổ cứng đi vòng vòng. Và bằng một cái ổ cứng luôn cả nhà. Cho nên là ai mà thích quay phim, chụp hình nhiều á, thì sẽ yên tâm là không có bị hết dung lượng hen. Mà nghe nói là camera chức năng năm nay chụp hình sẽ đẹp hơn nữa. Và với những cái hình ảnh chất lượng thì sẽ nặng bộ nhớ hơn. Thì có 1TB là sung sướng luôn rồi. Cái này như nữa học cái dáng ăn thôi em của em. Đẹp, sao hướng đẹp. Ok, rất là đẹp. Hôm nay anh chỗ ý hay sao? Anh mặc cái áo màu tâm màu cái điện thoại. Có hẹn được. Để chở hả? Không mấy là em cứ đưa cho anh mượn sạc tạm trước mấy ngày đi, thấy ổn ổn rồi anh trả lại. Được, ừ. Cả nhà thấy đẹp, để xuất quả thải, cả nhà thấy được không? Ok, rất là vừa tay anh chồng mỏi. Không giả luôn, trời ơi. Không giả luôn. Rồi ok, đây. Nhân ngày Minh Tuấn Mobile đại lý ủy quyền chính thức của Apple mở bán iPhone 13, thì chúc cho Minh Tuấn Mobile cũng như là anh Tuấn Hàng Xanh sẽ thành công hơn nữa hả? Và bán đắt. Chúc